Sáng 15 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Dương ghi nhận thêm chùm ca bệnh 12 người dương tính với COVID-19 là F1 của hai vợ chồng bán quán trà sữa cô chủ nhỏ trên đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Dương, trong số chùm 12 trường hợp nhiễm COVID-19, có một trường hợp là công nhân công ty giày Kim Sương ở khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, một công nhân xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương, một công nhân công ty gốm sứ Liên Hoa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Số ca dương tính còn lại là người thân trong gia đình của nam bệnh nhân bán trà sữa ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên và vợ là nhân viên y tế phòng khám đa khoa Châu Thành, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Liên quan đến chùm ca bệnh này, CDC Bình Dương cho biết vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm và truy vết tổng cộng 90 trường hợp F1 và 200 trường hợp F2. Cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên cũng tiến hành thực hiện giãn cách toàn thị xã theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, sáng 13 tháng 6, CDC Bình Dương thông báo ghi nhận ca dương tính với COVID-19 là người bán quán trà sữa cô chủ nhỏ 3 trên đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người này cư trú tại tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ngày 12 tháng 6, người này có triệu chứng sốt, ho nên đến phòng khám đa khoa Châu Thành, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để khám bệnh. Và được test nhanh đã có kết quả dương tính với COVID-19. Rạng sáng 13 tháng 6, người này được xét nghiệm real-time PCR và đã có kết quả dương tính COVID-19 nên đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.